Kính thưa quý thầy cô, vừa rồi các thầy cô đã được xem một vài trò chơi trong dạy học bộ môn âm nhạc bậc tiểu học. Trò chơi tạo sự hứng thú học tập cho học sinh, nhưng vẫn phải đảm bảo nội dung chương trình trong đó. Với đối tượng học sinh lớp 1, kết thúc năm học là các em đã nắm được tên gọi 5 nốt nhạc và ký hiệu bàn tay của những nốt đó. Trong video này, tôi muốn chia sẻ với các thầy cô cách xây dựng trò chơi giúp các em ôn luyện lại ký hiệu bàn tay 5 nốt Do, Re, Mi, Fa, Son. Qua đây, quý thầy cô có thể tự thiết kế trò chơi cho bài PowerPoint của mình. Trước hết, các thầy cô cần chuẩn bị 5 hình ảnh ký hiệu bàn tay của 5 nốt nhạc Do, Re, Mi, Fa, Son. Lưu ý rằng đó là những bức ảnh riêng biệt, chứ không phải là một bức ảnh có chứa 5 ký hiệu bàn tay. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Trước hết, chúng ta cần tạo một slide mới. Chuột phải. New slide. Sau đó thì quý thầy cô vào Insert để lấy những hình ảnh các ký hiệu bàn tay đưa vào trong slide của mình. Ở đây tôi đã chuẩn bị trước tất cả ký hiệu bàn tay của các nốt nhạc. Ở trang slide phía trước, tôi sẽ copy hình ảnh các ký hiệu bàn tay này, đưa sang slide mới. Với lớp 1 thì chúng ta chỉ cần có 5 nốt nhạc thôi, 5 ký hiệu bàn tay. Nên tôi sẽ cắt đi, cắt bớt đi. Ví dụ tôi cắt bỏ Do 2, C, La. Như vậy là còn hình ảnh của ký hiệu bàn tay 5 nốt nhạc dành cho các bạn học sinh lớp 1. Tiếp tục, quý thầy cô sẽ tạo ra những textbook có chứa tên gọi của các nốt nhạc. Ở đây tôi cũng đã chuẩn bị trước, nên tôi có thể copy từ trang này sang. Như vậy là chúng ta đã đủ các đối tượng để thiết kế trò chơi đối với các bạn học sinh lớp 1. Sau khi thực hiện được các thao tác này, thì chúng ta tiến hành đặt tên cho các đối tượng. Tôi sẽ click vào hình ảnh ký hiệu bàn tay của nốt Do và nó hiển thị hộp thoại Selection Pen. Và chúng ta thấy có một số ký hiệu bàn tay đã có tên gọi rất là phù hợp. Sở dĩ nó đã được đặt tên sẵn như thế này vì ở trước đó, ở slide trước, tôi đã đặt tên cho các đối tượng này. Và chính vì thế mà khi copy sang thì nó tiếp tục hiển thị tên gọi đã được đặt. Tôi không cần phải đặt tên cho những đối tượng này nữa. Ví dụ khi tôi kiểm tra ký hiệu bàn tay của nốt Do thì đã có chữ Do viết hoa rồi. Tiếp tục với chữ Re in hoa thì tôi cũng thấy nó tương ứng với hình ảnh ký hiệu bàn tay của nốt Re. Mi cũng vậy. Fa cũng như vậy. Và cả Son đều rất là khớp. Vậy thì tôi chỉ cần chú ý đến các đối tượng, đó là textbook số 9. Textbook số 9 tương ứng với chữ Do. Tôi đặt tên nó là chữ Do.
Thì khi chúng ta sử dụng hiệu ứng trigger thì chúng ta dễ dàng dùng đối tượng này để kích hoạt đối tượng kia. Tiếp tục, rectangle số 10. Ở đây rectangle có nghĩa là hình chữ nhật, tức là cái khung chữ của chúng ta, checkbook của chúng ta nó có hình dạng chữ nhật. Vậy nên là Bowboy mặc định cho nó là rectangle. Và tôi sẽ đặt tên cho đối tượng này là chữ R. Tiếp tục với hình chữ nhật số 11, tương ứng với chữ son. Hình chữ nhật số 12 tương ứng với chữ pha. Hình chữ nhật số 13 tương ứng với chữ mi. Như vậy là việc kiểm tra và đặt tên của các đối tượng đã xong, chúng ta đóng cửa sổ này lại. Tiếp tục đến bước chúng ta đặt cho các hộp chữ những hiệu ứng. Animation. Tôi chọn cho nó hiệu ứng bay từ dưới lên. Và tôi muốn sử dụng cái hiệu ứng này cho tất cả các hộp chữ còn lại. Tôi click vào đây và thực hiện lệnh Animation Painter. Chúng ta thấy có hình cái chổi. Chúng ta đưa hình cái chổi này vào các cái hộp chữ còn lại. Đây là một thao tác giống như copy hiệu ứng, quý thầy cô nhé. Như vậy là chúng ta đã tạo cho 5 hộp chữ, 5 cái hiệu ứng giống nhau. Đó là hiệu ứng xuất hiện bay từ dưới lên. Khi chúng ta tạo các hiệu ứng cho các hộp chữ thì lệnh trigger đã hiển thị. Và chúng ta click vào đây. On click hop. Chúng ta thấy tên gọi của các đối tượng đã hiển thị ra. Và chúng ta thấy chữ son sẽ tương ứng với son. Chúng ta click vào đây. Như vậy, khi chúng ta đã đặt cho hai đối tượng này hiệu ứng trigger thì nó có cái biểu tượng của hiệu ứng ở đây. Và chúng ta click tiếp vào Animation Pane. Lập tức khung Playform hiển thị ở bên tay phải của chúng ta và chúng ta thấy trong cái cửa sổ trigger thì nó sổ ra ngay cái hiệu ứng đầu tiên. Chúng ta click vào hình tam giác nhỏ ở bên tay phải như thế này. Chọn Effect Option và trong thẻ sound, tức là âm thanh, chúng ta chọn Apple. Như vậy là chúng ta đã add cho hai đối tượng chữ son và ký hiệu bàn tay của nốt son thêm một cái hiệu ứng vỗ tay nữa vào. Tiếp tục chúng ta thực hiện với nốt pha. Trigger. On click hop. Chữ pha tương ứng với pha. Nó lập tức hiển thị ở cửa sổ này. Cái hiệu ứng thứ hai. Trigger. Và chúng ta chọn. Tiếp tục. Effect option. Hiệu ứng vỗ tay. Ok.
Tương tự với mi. Hiệu ứng vỗ tay. Chữ R. Như vậy là chúng ta đã đặt cho các đối tượng này những hiệu ứng trigger để khi chúng ta tác động vào đối tượng này thì đối tượng kia xuất hiện. Bước tiếp theo, tôi muốn trang trí slide này cho nó cân đối, đẹp hơn, hài hòa hơn. Bớt đơn điệu đi. Tôi làm như sau. Click vào đẹp dài. Format background. Tìm một bức ảnh để làm background cho slide này. Ví dụ, tôi tìm một bức ảnh ở desktop. Tôi thấy slide vẫn còn hơi trống, do đó tôi sẽ thêm một bức ảnh ở phía trên này. Ví dụ, bức ảnh cái mặt cười vỗ tay này, chẳng hạn. Thu nhỏ nó lại một chút. Cho nó quay cái bàn tay vào phía trong slide. Tôi thấy phần slide phía dưới hơi trống, do đó tôi sẽ đưa tất cả những đối tượng này dịch xuống phía dưới. Sau đó tôi sẽ gõ tiêu đề trò chơi này lên phía trên. Gọi tên nốt nhạc theo hình ảnh ký hiệu bàn tay. Chọn phông chữ Times New Roman. Tăng lên cỡ chữ 28. Sau đó tôi trình chiếu. Bây giờ tôi sẽ click vào hình ảnh một ký hiệu bàn tay bất kỳ để chúng ta xem các hộp chữ xuất hiện như thế nào nhé. Tôi ví dụ, tôi click vào mi. Lập tức chữ mi xuất hiện kèm theo âm thanh vỗ tay. Tiếp theo nào? Son nào? Fa thì sao? Đô. Và rê. Như vậy, chúng ta vừa thiết kế được một trò chơi âm nhạc cho các bạn học sinh lớp 1 bằng việc sử dụng hình ảnh, các ký hiệu bàn tay từ nốt đô đến nốt son và chúng ta sử dụng hiệu ứng trigger trong PowerPoint. Thầy cô có thể cho cả lớp cùng chơi trò chơi này, tạo không khí vui vẻ trong giờ dạy âm nhạc của mình.
Nếu thấy có ý nghĩa, quý thầy cô hãy nhớ nhấn đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ kênh nhé. Xin chào tạm biệt thầy cô.